Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 158 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 158 Ngược Về Minh Triều ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Tống Tiểu Ái hỏi tình hình Dương Lăng thăng quan, nghe nói thăng lên quốc công, hiện tại hắn đã không nắm quyền trong triều, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nàng lại không quan tâm chuyện thăng quan, vấn đề là nàng và Ngũ Ân Siêu còn chưa thành thân, cũng không thể đến chỗ của y ở được. Nàng vốn là tướng lĩnh trong quân, không thuộc biên chế quân đội chính quy, nếu không thể có sự sắp xếp danh chính ngôn thuận, lẽ nào phải ở trong Dương phủ ăn cơm chùa hay sao? Hơn nữa, mang theo hơn 100 người đều ôm mộng kiến công lập nghiệp, vợ đẹp con ngoan, bây giờ phải sắp xếp như thế nào đây? Tiểu cô nương này tạm thời bỏ qua tâm tư nhớ tình lang, hàng lông mày đen nhíu lại rồi buồn rầu. Nàng đánh Dương Ngọc, Trương Vĩnh đang thấy hả giận, hơn nữa cũng hận không thể quấy rối người của Lưu Cẩn nhiều hơn nữa. Trong lòng cân nhắc, ông ta cũng đã nghĩ ra một biện pháp. Trương Vĩnh cười khà khà lên tiếng: "Thống tổng binh đừng có sốt ruột, lát nữa rời khỏi đây ta sẽ đi xin chỉ sắp xếp chỗ cho ngài, bảo đảm oai phong lẫm liệt. Dương Ngọc kia cũng được, người nào đó sau lưng gã cũng được, không ai dám quấy rầy phiền phức của ngài đâu, còn có thể sắp xếp cho nhân mã của ngài nữa kìa." Tống Tiểu Ái là do Dương Lăng gọi vào kinh, Trương Vĩnh cũng không có nhiều kiêng kỵ cho lắm. Ông ta nói rõ ý đồ của mình tới đây với Dương Nhất Thanh, nhờ ông ấy ủng hộ Mâu Bân từ góc độ của nha môn binh bộ. Đấu tranh trong quan trường của ông ta và Lưu Cẩn ra sao, Dương Nhất Thanh tự nhiên hiểu rõ. Ông ấy cũng không muốn để Lưu Cẩn nắm giữ cẩm y vệ, khống chế kinh doanh, dĩ nhiên gật đầu đáp ứng. Mọi người nói chuyện hòa thuận, Trương Vĩnh liền dẫn theo Tống Tiểu Ái cáo từ rời đi. Hai người mới vừa ra khỏi cửa chính binh bộ, một con ngựa chạy như bay. Tống Tiểu Ái tinh mắt, người nọ còn chưa xuống ngựa, nàng đã vui vẻ kêu lên: "Hán Siêu, Hán Siêu!" Sau đó cất bước tiếp đón. Ngô Hán Siêu thấy Tống Tiểu Ái tới, không khỏi mừng rỡ. Hắn bấm ngón tay tính ngày, Tiểu Ái hẳn cũng đã sắp đến rồi, chỉ có điều không biết cụ thể ngày nào. Thật không ngờ, khi vừa mới trở về từ phủ Uy Quốc Công, liền nhìn thấy nàng. Hai người lao tới nhau, bốn mắt nhìn nhau. Tống tướng quân từ ngang ngược lập tức biến thành một tiểu nữ nhân ôn nhu dịu dàng. Hai người liên miên nói chuyện một cách ấm áp, hoa tuyết theo gió tung bay bên cạnh họ. Trong mắt họ dường như cơn gió tuyết này cách thật xa vậy. Hai người đầu tiên nói về nỗi khổ khi ly biệt, cuối cùng mới nói tới tình hình khi ly biệt tới nay. Ngô Hán Siêu nghe nói nàng vừa đến đã đánh cẩm y thiên hộ Dương Ngọc, không khỏi cười khổ mà lên tiếng nói rằng: "Muội đấy, thật sự không biết trời cao đất dày là gì mà. Hoàng thân quốc thích quan lớn ở kinh sư rất nhiều, không thể so với quê hương của muội được. Sau này không được làm như vậy nữa nha chưa?" Tống Tiểu Ái thầm kín, đưa tình nhìn tình lang, vẻ mặt dịu dàng, ngọt ngào cười: "Dương đại nhân dâu dẫm vừa rồi cũng nói như vậy đấy, phải chăng trời cao đất dày là câu mà nam nhân các huynh từng dùng giáo huấn nữ nhân hay sao?" Nàng không kìm nổi, lại khoe khoang: "Muội thật sự biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu đấy, huynh có biết không?" Trương Vĩnh lúc ban đầu nhìn qua còn cảm thấy ấm áp ngọt ngào, nhưng ông ta rũ tay áo đứng ở đằng xa, nhìn thấy một đôi tiểu tình nhân không có ai ra gì, bây giờ cũng sắp biến thành người tuyết rồi, rốt cục không nhịn được mà ho một tiếng nói: "Tống đại nhân, còn phải đi gặp hoàng thượng nữa kìa, ngài xem có phải..." "À..." Tống Tiểu Ái lên tiếng nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay dày của Ngũ Hán Siêu, rồi dịu dàng lên tiếng theo: "Trương công công đáp ứng xin một việc cho muội ở trước mặt hoàng thượng rồi, vậy muội mới có thể cùng huynh bên nhau lâu dài được. Ngoan, chờ muội." Ngô Hán Siêu giờ khóc giờ cười, bị Tống Tiểu Ái đùa giỡn đã trở thành thủ đoạn ve vãn của đôi tiểu tình nhân này từ lâu rồi. Đã lâu không gặp, Tống Tiểu Ái bỗng nhiên nghịch ngợm, Ngô Hán Siêu cảm thấy đặc biệt thân mật. Tống Tiểu Ái trước mặt tình lang bước đi cũng trở nên động lòng người hơn. Ngô Hán Siêu si mê nhìn vòng eo của nàng đong đưa quyến rũ, bộ pháp nhẹ nhàng tựa như hoa tuyết.
một thị vệ dắt ngựa đến cho Tống Tiểu Ái. Nàng nhận lấy cương ngựa, bám lấy yên ngựa, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, cười ha ha nói: "Muốn giáo huấn người của Tống Tiểu Ái đều phải trả giá đắt đấy." Nàng trở mình lên ngựa, vỗ vỗ bầm ngựa, cười khanh khách rồi nói: "Vì sao rùa chọc đầu, hại huynh suy nghĩ đến mất ngủ mấy đêm rồi. Bây giờ muội lại nói cho huynh biết, trời có hai bờ mông cao, đất không dày ba tấc, còn về tại sao ư? Nghĩ chưa ra thì về nhà nghĩ tiếp đi." Ngô Hán Siêu nghiêm mặt hừ một tiếng đầy thâm ý rồi nói: "Nghĩ không ra thì ra pháp hầu hạ." Tống Tiểu Ái đỏ mặt hờn dỗi trừng mắt nhìn y. Ngẫm lại, Ngô Hán là đứa bé siêu cấp tò mò, đêm nay 8/9/10 sẽ không ngủ yên được rồi. Y nghĩ đến câu đố mà mình ra, chính là nghĩ đến mình, không khỏi vui vẻ và cười rộ lên. Trên nền tuyết, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang vọng lại, con ngựa đã đi xa thật xa. Ngô Hán Siêu cười khổ, phủi phủi hoa tiết ở trên mũ. Câu đố lần trước hại y mất mấy đêm không ngủ, phải cầu xin dụ dỗ Tống Kiểu Ái mới nói đáp án cho y biết. Thật không ngờ, lần này lại ra một câu khác cho y. Sau trò trêu ghẹo thì đoán câu đố dường như đã trở thành thủ đoạn thứ hai mà Tống Tiểu Ái dùng để tra tấn y. Hơn nữa, càng chơi lại càng nghiện, có chút không biết mệt mỏi. Tâm nhãn của Trương Vĩnh mặc dù kém hơn Lưu Cẩn, nhưng cũng không kém ông ta bao nhiêu. Ông ta mang Tống Tiểu Ái tới báo viên để nàng đợi bên ngoài, đi như làn khói đến gặp Hoàng thượng. Chính Đức đang xem tấu chương, Trương Vĩnh coi sóc sự vụ an toàn trong báo viên cũng là thường khách, cho nên Chính Đức thấy ông ta liền tùy ý lên tiếng chào hỏi, miễn cho hắn khỏi hành đại lễ, tiếp tục xem tấu chương. Trương Vĩnh xê dịch bếp lò đỏ lửa đến trước Hoàng thượng, cung kính đứng một bên, chỉ thấy Chính Đức Hoàng thượng nhìn tấu chương lắc lắc đầu rồi nói: "Lần trước Ninh Vương dâng sớ thỉnh cầu xin tam vệ, trẫm không cho phép, chỉ bảo quan phủ địa phương tăng cường diệt tặc, duy trì trị an. Thế nhưng tuần phủ giang tây này cũng quá vô năng, cường đạo càng bắt thì lại càng nhiều. Người xem, Ninh Vương thượng tấu nói đạo tặc hoành hành, thường xuyên vào vương phủ mà trộm, nhân lực gia đình vương phủ thì lại có hạn, hơn nữa cung điện nhiều năm chưa được sửa chữa, đường đường là một vương phủ mà có rất nhiều phòng vừa mưa là bị dột ngay, cũng thật đáng thương mà." Trương Vĩnh cười theo, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ rồi nói: "Chẳng lẽ Ninh Vương lại thỉnh cầu xin tam vệ rồi sao?" "À, vậy thì không có. Y nói ngói lưu ly của vương phủ bị dẫm hư rất nhiều, hoặc là mưa gió phá hủy, nếu phải thay mới ước chừng khoảng 2-3 vạn miếng kìa. Đây chính là do hoàng gia xây dựng, y không tự chủ mà làm được, nên xin chỉ của trẫm." Chính Đức mặt mày ủ rũ nói: "Tiền thuế biển Giang Nam đã chuyển vào kinh cả rồi. Cái này mới khai trương, trước sau chỉ có vài tháng thôi, rất nhiều thương nhân ngoại quốc còn chưa kịp giao dịch với đại minh ta. Tiền thuế đã sắp vượt qua cả tiền thuế năm ngoái của ba chấn Giang Nam lộp lên rồi. Nó đã giúp cho trẫm một ân huệ rất lớn nha. Bằng không lương bổng cuối năm phát cho bách quan, rồi thì chi phí khao thưởng tam quân, phí chuẩn bị lễ mừng năm mới, toàn bộ cũng không biết từ đâu mà ra cả. Theo như trẫm thấy, thêm 2 năm nữa thôi thì cuộc sống có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng 2 năm này cũng không dễ dàng mà sống đâu. Ninh Vương muốn đổi ngói lưu ly, sửa chữa vận chuyển, rồi lại thêm vào sửa chữa những chỗ khác nữa, lại phải tốn một mớ bạc lớn, bảo trẫm lấy đâu ra đây. Nhưng sửa chữa vương phủ vốn là chuyện mà hoàng gia chu cấp cho, ngày lễ ngày Tết Ninh Vương dâng lễ rất rộng rãi, chỉ đổi lại ngói lưu ly mà thôi, trẫm làm sao mà cự tuyệt được đây. Phải. Trương Vĩnh đang tính chuyện xấu, nói với hoàng thượng phái Lưu Cẩn nghĩ cách, lại nghe Chính Đức lẩm bẩm: "Đề nghị của Lưu Cẩn phê trong tấu chương không tệ, trẫm không để ý đến chuyện của y, chỉ truy cứu chuyện đạo tặc hoành hành, cho phép y khôi phục binh mã tam vệ, tăng cường diệt đạo, bảo vệ an toàn của vương thất, tránh đi không để lại dấu vết gì chuyện y muốn bạc muốn ngói." Trương Vĩnh đã từng nghe nói quan trong Ninh Vương phủ cuối năm vào kinh tặng lễ cho hoàng thượng, lại chuẩn bị một phần hậu lễ cho Lưu Cẩn. Chỉ có điều ông ta và Ninh Vương không có qua lại gì, cũng lời so đo chuyện này, vừa hay nhân cơ hội này nói ra mục đích mình đến đây. Đúng vậy hoàng thượng, bất kể trị vì thiên hạ ra sao cũng luôn có một vài kẻ to gan làm loạn trái pháp luật mà. Đừng nói ở các địa phương, năm trước Dương Lăng ở Kinh Sư bị sơn tặc cướp hầu phủ, bị mấy trăm tên cường đạo công kích, có thể thấy những sơn tặc này gan to là cỡ nào. Còn ở Đại Đồng, tà giáo trà trộn vào trong quan phủ làm quan, cấu kết với giặc ngoài, nếu không phải đại trí đại dũng của hoàng thượng ngăn chặn được cơn sóng dữ này, đổi thành người khác không biết còn hại như thế nào nữa đây. Chính Đức nhớ tới ở núi Bạch Đăng, nếu không phải Dương Lăng ổn định được Khoa Đương, đang chần chừ không quyết, Vương Thủ Nhân kịp thời đưa binh đến cứu viện, nó không chừng thật sự tái diễn sự biến Thổ Mộc Bảo, không khỏi liên tục mà gật đầu. Trương Vĩnh nhân cơ hội nói: "Lão nô nghe nói Vĩnh Phúc Điện Hạ vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc, muốn xuất gia tu hành để được yên tĩnh, ni am được xây ở ngoại ô,
trách nhiệm bảo hộ cũng không thể không coi trọng được. Khởi bẩm hoàng thượng, tuy nói điện hạ đã xuất gia, thế nhưng trong mắt của người trong thiên hạ vẫn là nữ nhi của tiên đế, là ngự muội của đương kim hoàng thượng kìa. Nếu như có đạo tặc nào đó để ý đến, vậy thật sự là không xong đâu. Sao, xuất gia ư? Thần sắc trên mặt chính đức trở nên quái dị. Xuất gia, muội tử này sớm muộn gì cũng sẽ xuất đến dương gia thôi. Chuyện này phải giúp muội gạt người. Tuy rằng Trương Vĩnh đáng tin, thế nhưng chuyện hạ phẩm giá này vẫn không nên nói ra với ông ta thì hơn. Có điều hắn nói cũng phải. Phủ phò mã, không phải, là An Ni Cô to như vậy, không chỉ phái vài cung nữ theo xuất gia, không có một nam nhân nào, đừng nói là an toàn. Nếu như cung nữ nào đó xuất cung thông đồng lung tung với nam nhân thôi, ôm bụng làm lớn lên, vậy há chẳng phải là ngay cả muội cũng không tự bảo vệ được hay sao? Thật đúng là nên tìm người bảo vệ, nếu không bảo Lưu Cấn phái vài đông sưởng hay như thế nào đó bay về An Ni Cô lại sao? Trương Vĩnh vừa nhìn sắc mặt của y vừa nói: Hoàng thượng, chắc hoàng thượng còn nhớ quan tổng binh lang binh Tống Tương Quân mà khi tiêu diệt Trạch Qua ở Giang Nam phải điều động lang binh Quảng Tây, hoàng thượng đích thân ban chiếu bổ nhiệm hay không? Đó là một vị nữ tướng dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần đánh bại Trạch Qua, lập được chiến công hiển hách cho đại binh ta rồi, vô cùng trung thành với triều đình. Vị nữ tướng quân này chức quan nhàn tán, mà cái việc bảo vệ này thì không chủ trừ được. Sắp Tết rồi, nàng vào kinh thăm viếng Dương Lăng Dương đại nhân, trùng hợp bị lão nô bắt gặp. Lão nô nghĩ vị nữ tướng này võ nghệ đã cao, còn lại là nữ nhân, nếu hoàng thượng mời nàng bảo vệ Niam, ra vào rất thuận tiện, còn không tạo nên tin đồn gì cả, cho nên liền vội vàng giữ nàng lại, vội đến gặp hoàng thượng. Hoàng thượng cảm thấy thế nào? Chính đức vừa nghe mặt mày hớn hở, xếp tấu chương lại rồi nói: Tốt, rất tốt, phiền ngươi nghĩ thay cho trẫm, để một vị nữ tướng bảo vệ ngự muội, chủ ý này tốt vô cùng. Y nói đến đây lông mi run lên, trong lòng chợt nghĩ: Sao, ngàn dặm vào kinh thăm soái cũ ư? Nàng không phải là người của Dương Khanh chọn chúng đấy chứ? Nếu vậy thì đã tìm một tình địch cho muội tử rồi, nàng không làm việc xấu mới là lạ. Chính đức nghĩ như vậy lại khéo léo từ chối nói: Vị tướng quân này năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Ở trong kinh không có thân nhân hay sao? Nàng là thủ lĩnh trang gia, giữ nàng ở trong kinh nàng đồng ý hay sao? Hơn nữa nàng là nữ nhân, binh tướng dưới tay của nàng chắc không phải đều là nữ binh đấy chứ? Toàn bộ lại không thể ở trong Niam được, chấm lấy danh nghĩa gì mà sắp xếp đây, không ổn không ổn. Trương Vĩnh nói: Vị tống tướng quân này đã có hôn ước với binh bộ Kiều Kỵ tướng quân Ngũ Hán Siêu, cho nên giữ nàng lại trong kinh nghĩ chắc nàng sẽ đồng ý thôi, để cho nàng bảo vệ Niam chỉ là vì tiện cho nàng ra vào xin chỉ thị tuần sát an toàn. Nhân mã của nàng dĩ nhiên là chú ở bên ngoài am, còn về danh nghĩa cũng rất dễ dàng, Dương Lăng chẳng phải thăng làm uy quốc công hay sao? Bảy tòa hoàng trang của hoàng thượng đã thiếu một người trông coi rồi, chi bằng phong cho tống tướng quân chức vị thống lĩnh ngự tiền thân quân này, vừa trông giữ hoàng trang lại bảo vệ Niam, một công đôi việc. Chính đức hoàng đế vừa nghe nàng đã có nhà chồng, lập tức tươi cười chân thành rồi nói: Ồ, có thể được, biện pháp này tốt, vậy ngươi lập tức truyền ý chỉ của chấm đi, bổ nhiệm tống tướng quân làm thống lĩnh thị vệ thân quân ngự tiền, thay chấm quản lý hoàng trang kiêm tướng quân hộ pháp hoàng am. Trương Vĩnh gãi đúng chỗ ngứa, ông ta đang muốn lĩnh chỉ lui ra, chính đức đột nhiên nói: Ngươi vừa nói chấm lại nghĩ tới thiên hạ không yên tĩnh, Dương Lăng phụng chỉ đi Bá Châu kê biên tài sản làm ra, chỉ để hình bộ phái ít sai dịch đi theo cũng không thỏa đáng cho lắm, không được, rất không an toàn. Y đứng dậy thong thả bước vài bước trong phòng, lên tiếng hỏi: Tống tướng quân vào kinh mang theo bao nhiêu thị vệ vậy? Trương Vĩnh vội nói: Dẫn theo 100 thị vệ, đều là võ sĩ giỏi giang cả. Chính đức lắc đầu nói: Không đủ, người mau đi truyền chỉ của ta, chọn ra một số cường binh trong kinh doanh khoảng 1.000 người giao cho tống tướng quân, nàng là hộ pháp của hoàng am, Dương Khanh vì chuẩn bị xây dựng hoàng am mà đi Bá Châu kê biên tài sản, như vậy cũng coi như là trùng hợp. Dù sao hiện tại Niam vẫn chưa xong, nàng cũng không có gì để làm cả, bảo nàng mang binh đi Bá Châu đuổi theo Dương Khanh, trước tiên bảo vệ cho hắn. Trương Vĩnh thán phục nói: Hoàng thượng chăm sóc thần tử, yêu thương uy quốc công, lão nô cảm phục vô hạn, lão nô liền đi truyền chỉ. Trương Vĩnh ban đầu còn cho rằng hoàng thượng sẽ gặp mặt Tống Tiểu Ái, không ngờ hoàng thượng sảng khoái đáp ứng như vậy, ông ta cả người nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chính đức cười híp mắt nhìn ông ta rời đi, thầm nghĩ: hộ pháp, muội còn chưa qua cửa, trước hết đi bảo vệ muội tế tương lai cũng không tệ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Dương Lăng lớn hơn y vài tuổi, chính đức tưởng tượng dáng vẻ Dương Lăng nghiêm túc gọi y một tiếng đại ca, đã cảm thấy chiếm được tiện nghi cực lớn, trong lòng vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến cái giá phải trả là gả muội tử cho người ta.
Chính Đức Hoàng đế không biết kiềm chế, tự cười ngây ngô một lát, lại cầm lấy bản tấu chương mà Lưu Cẩn phê qua kia, nhìn chăm chú, nhấc bút son phê thêm một hàng chữ nhỏ. Đồng ý kiến nghị của Lưu Cẩn, cứ chiếu theo đó mà làm. Lại nói, mùa đông đến, trăm cây tiêu điều, thế nhưng tiêu điều đâu chỉ có trăm cây. Tiến vào đất Bá Châu, từng mảnh hoang dã liền đập vào mi mắt, giữa tuyết vô ngần lại càng có vẻ thê lương. Cành khô run trong gió lạnh, phát ra những thanh âm nức nở. Dương Lăng là Khâm Sai, thế nhưng Khâm Sai này lại không giống với Khâm Sai hiện giờ, chẳng qua chỉ là phụng chỉ kê biên tài sản của một tham quan, chưa nói tới phái đoàn lớn gì cả. Nghi trượng của Dương Lăng chủ yếu là sai nha đến từ hình bộ, hai vị quan kỳ bài cũng là hình bộ sai khiến. Gia tướng phủ quốc công chỉ có 20 người, do Lưu Đại Bổng Trùy dẫn đội tùy ý ở bên cạnh của hắn. Ngoại trừ gia tướng từ phủ quốc công mang theo và nhân mã đến từ hình bộ, dựa theo tính cách của Bạch Tuộc Lưu Cẩn, hiện tại có quyền lực nhúng tay, y đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù y chưa nghĩ tới muốn mò được chút lợi lộc gì từ việc kê biên tài sản trong tiền tài của công chúa Bạch Y Am, nhưng vẫn phái một tri lễ thái giám Lương Hồng bổ nhiệm làm Kim Ngô Hữu Vệ Đề Đốc, thỉnh chỉ làm Khâm Sai phó sứ, hiệp đồng cùng Dương Lăng phá án. Bá Châu ở thời kỳ Tống triều là địa khu biên cảnh Liêu Tống, dùng gần 50 năm thời gian trở thành một tòa thành trì quân sự, hoàn toàn lấy phòng ngự làm công năng chủ yếu. Từ năm 1004, sau khi Hiệp ước Thiền Uyên ký kết, trong 120 năm, Tống triều biến nơi này trở thành nơi để đối kháng với Liêu, cùng nước Liêu tiến hành các cuộc mậu dịch. Trung Nguyên cùng phương Bắc địa khu Giang Nam sản xuất ra các loại nông phẩm, chế phẩm thủ công nghiệp cùng với hương thuốc hải ngoại. Liêu thì từ đó về sau đưa vào Trung Nguyên súc vật, hàng da, được dược liệu, châu ngọc vân vân. Đại Tống bởi vậy trưng thu không ít các loại thương thuế. Theo lý thuyết, chỗ như thế vốn nên là hết sức phồn hoa, tuy nhiên gần trăm năm nay, lượng lớn ruộng đất Bá Châu bị hoàng thất và quan phủ quy hoạch làm hoàng trang, quan trang, thôn tính đất đai tới hết mức rồi. Từ năm Vĩnh Lạc thứ 11, vì tăng mạnh lực lượng kỵ binh đối kháng với Dương Nhiệt Nguyên Triều, lúc này kế đinh chăn ngựa được thực hiện, quy định đinh dưới 15 tuổi nuôi dưỡng một con ngựa, đinh 15 tuổi trở lên nuôi dưỡng hai con ngựa. Quan địa phương lại nhân cơ hội siêu cao thuế nặng, bóc lột dân chúng, cuộc sống dân chúng Bá Châu lại càng thêm nghèo khổ. Tiến vào đất Bá Châu, Dương Lăng liền ra khỏi kiệu lớn, đổi bằng cưỡi một con tuấn mã. Trên mặt đất tuyết mênh mông bát ngát, ngẫu nhiên xuất hiện vài tòa thôn trang nhỏ tan hoang. Trong thôn trang nhỏ rách dưới này, phòng ốc đều đóng chặt cửa sổ lại để bớt giá lạnh. Ngẫu nhiên mới có một hai người đi đường, mặc áo bông đen rách nát, hai tay giữ lấy nhau, nhìn đội ngũ áo giáp tươi đẹp đang đi qua, ánh mắt dại ra giống như con cò te. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy bọn họ động đậy, nâng tay áo lên nhanh nhẹn, lau chùi nước mũi đã chảy tới bên miệng một cái. Ở nơi này chính là quê hương của Hồng Nương Tử, chính là cố hương của Thôi Anh Nhi đáng yêu, một chữ cũng không biết, lại trung thiên địa linh khí, giống như khối ngọc thô chưa được mài giũa. Tuổi tác của nàng chỉ nhỏ hơn một chút so với Thành Khởi Vận, nhưng thuở nhỏ trà trộn giữa sân tạc, thường thấy máu tanh và xấu xa, tâm tính của nàng lại vẫn ngay thẳng chất phác, giống như một dòng suối trong róc rách chảy từ khe núi ra vậy. Chính là đất đai nơi này đã nuôi dưỡng được nàng, đội ngũ mã tặc của nàng cũng chính là tung hoành tại mảnh thổ địa này. Nhưng vì sao một ngọn núi đều không nhìn thấy đây? Khi cỏ cây sống lại, những mảnh đất đai rộng rãi trống trải này hẳn không phải là ruộng tốt thì cũng chính là đồng cỏ chứ. Cỏ xanh mượt mà cao hơn bụng ngựa, một con tuấn mã không gì trói buộc, chở một người cũng không gì trói buộc rong ruổi trên mảnh thổ nguyên này. Ngựa như rồng, người như lửa, tay áo màu đỏ tung bay cuồng loạn giống như ngọn lửa đang múa. Người trên ngựa chính là nàng, chính là Hồng Nương Tử. Eo thon nhỏ không bị bó buộc, chạm lô ngô câu phối hợp với màu tuyết trắng, tóc đen buộc lên, đôi mắt lấp lánh mày ngài như núi phía xa. Nữ tử đã giã tính sung mãn như vậy, có lẽ chỉ có Sơn Thủy giã tính như vậy mới đào tạo ra được. Như Liên Nhi vậy, Liên Nhi biết thư biết chữ, nhưng tính nét của nàng không phải là không như vậy. Có lẽ chính bởi vì các nàng đến từ chỗ tương tự, cho nên mới có thứ tương tự, chính là linh khí, mới có đảm phách và dung khí mà nữ tử Đại Minh tầm thường không thể có được. Từ từ mà nghĩ, một đôi bông tuyết từ từ hạ xuống, dừng ở trên mặt của hắn, cảm giác quát lạnh thấm ngọt. Tuyết lại muốn rơi rồi, phóng tầm mắt trông về phía xa, một cái chấm đen đập vào mi mắt, đã tới Bá Châu Thành. Thái giám trấn thủ Bá Châu là Trương Trung Phủ, dinh thự của y từ Tây Đại Nhai kéo dài tới nam bờ sông, chiếm trăm mẫu đất, phòng ốc hơn 500 gian. Trong dinh thự phòng xá, tầng tầng rõ ràng, chẳng chịt mà có bố trí, lầu các cao chót vót, khí độ phi phàm. Vào cửa chính, cửa giữa, nghênh diện chính là phòng khách có cột cố làm bằng đá, cửa sổ khung hoa, tấm bình phong ngăn cách cửa. Gian trong gian ngoài là bức tranh gỗ điêu khắc hoa chim, màu sắc có vẻ cổ xưa.
Nếu Dương Lăng nhìn thấy tòa nhà này cũng sẽ không bởi vì công chúa Tu Am chiếm mảnh đất to lớn mà kinh ngạc nữa. Tài chủ Bắc Địa mặc dù về mặt tài phú chưa chắc so vượt được với phú thân của Giang Nam, nhưng nhà cửa to lớn thực sự là những lâm viên của phú hào Giang Nam, tinh xảo lịch sự tao nhã theo không kịp đấy. Giờ phút này trong thính viện đứng trang nghiêm hai đội nhân mã, một đội quân binh giáp trụ sáng loáng, cầm đao hà tiễn, đằng đằng sát khí. Bên kia nhân số ít hơn một chút, mặc quần áo của dân chúng bình thường, nhưng từ binh khí cầm trong tay, khí thế nhanh nhẹn, dũng mãnh càng gấp quân binh hơn mấy lần. Bên trong thính phòng lại là một phen cảnh tượng khác. Trong phòng ấm áp như xuân, bốn vách tường đèn bạc treo cao, một người ngồi trên án cao chủ tọa, tuổi chừng 50 tuổi, dáng vẻ không tầm thường. Sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt tròn tròn. Hắn mặc áo bào gấm, đồng tiền màu tím, vừa nhìn đã có thể thấy được, đây chính là vị phú thái sĩ thân. Bên tay trái của y là một loạt đại hán dáng người khôi ngô ngồi. Đứng đầu là một người mặt chữ phương, trọng mi hổ mục, không giận tự uy, giữa ngạo nghễ rất có khí khái. Đối diện cũng là một loạt sĩ quan cấp cao trong quân, xem phục sức cũng phải hàng ngũ phẩm từ tham tướng trở lên. Bên cạnh mỗi người đều có hai mỹ nhân trang điểm xinh đẹp. Mùa đông như vậy mà vẫn mặc y phục mùa xuân. Màu áo xuân tay áo hẹp màu đỏ thẫm, làm lộ rõ ngực cao, eo nhỏ và những đường cong tuyệt vời. Trong phòng sát vách là một cái đình đồng lớn đang rực cháy, phát ra từng trận ấm áp mà không có khói, cho nên các nàng mặc áo xuân vẫn cảm thấy ấm áp. Quan binh và những đại hán ngồi hai bên không khỏi mướt mồ hôi chán. Thân thể các nữ nhân giống như rắn lay động, khoe khoang sự mỹ lệ của mình, trêu đùa nam nhân mình phụ trách khẩu hạ. Nhưng tất cả mọi người chống lên án, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt dữ tợn, dường như bất cứ lúc nào chạm vào là có thể chiến. Đối với sự khiêu khích của các nàng coi như không thấy, mà ngay cả tay cũng đều nắm thật chặt binh khí ở bên hông. Các mỹ nữ đành phải chủ động xé bỏ áo xuân, lộ ra cả nửa bộ ngực sữa, định dùng bộ ngực quyến rũ của mình nghiền nát bờ vai của bọn họ. Chỉ có điều cách khôi giáp bông hào thật dày nên không có nửa phần tác dụng hấp dẫn. Vị tân hào mặc áo bào tím gấm đồng tiền kia cười ha hả nói: "Các vị ở quý phủ của ta, chương chúng ta cam đoan sẽ không đánh nhau đâu, làm gì khẩn trương như vậy cơ chứ? Vào cửa nhà ta rồi chính là khách nhân của chương chúng ta. Thử hỏi các ngươi có cái gì mà thù hận, cần gì phải đấu đến ngươi chết ta sống như vậy chứ?" Công công, người đối diện là một tên đạo tặc, từng đem người ở Hà Gian phủ động cướp nhà giàu. Hạ quan một đường truy đuổi đến đây, công công muốn ta với gã ngồi cùng một bàn, cái này mong rằng công công cho hạ quan một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Gã chẳng qua là cùng với phú hộ kia có chút ân oán cá nhân, nhận được vài vị huynh đệ cây hấn trả thù thôi. Chẳng phải cũng không xảy ra đại sự gì hay sao? Dường như... Y không kiên nhẫn, móc móc lỗ tai rồi nói: "Dường như chỉ chém chết hai gia đình hộ viện, không làm bị thương người bên ngoài mà." Đại hán đầu lĩnh đối diện vội vàng nói: Phải, chúng ta chỉ giết hai tên, còn làm một cẩu nô tài." Công công, theo hạ quan được biết, người này là tung hoành nhất đất Bá Châu, hơn nữa gã lại cướp ở các hộ gia đình. Viên tham tướng! Khuôn mặt hòa khí của Trương Trung trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng. Viên tham tướng đụng phải một đôi con ngươi như độc xà của y, không khỏi dùng mình một cái. Không sao. Trên mặt Trương Trung sát khí vừa ẩn, lại giống như xuân phong. Viên tham tướng vừa mới lên chức không lâu, chúng ta còn không quá quen thuộc. Giao tế nhiều hơn, ngươi liền cách biết cách làm người của Trương Trung ta rồi. Trương Trung ta làm người tứ hải, thích kết giao bằng hữu, tam giáo cửu lưu, đều là bạn tốt tương giao, tâm đầu ý hợp cả. Ngày hôm qua chúng ta còn cùng với Trương phó tổng binh các ngươi cùng nhau uống rượu nữa kìa. Trước mặt y, một thị nữ châm một chén rượu cho y. Trương Trung nhấp chén cười nói: "Viên tướng quân, kỳ thật tên của ngươi chúng ta kính đã lâu rồi. Trước đó về ngày hồi kinh, nghị thăng hơn 10 vị tướng quân, lại khoa cấp sự đều cản lại, chỉ thông qua được 3 người. Một người trong đó là Chu Đức An, đều thăng Kim Lăng. Một người là Đại Đồng Giang Bân, thăng làm du kích. Còn có một người chính là viên tướng quân Viên Bưu Ngài từ Thiên Hộ thăng làm tham tướng. Khi binh bộ Liêu Vũ thỉnh chỉ nhận lệnh, chúng ta cũng vừa đúng lúc ở đó về, nhìn thấy tận mắt Liêu Công Công ký tên kìa. Lúc này mới vài ngày thôi, chúng ta đã chạm mặt rồi. Lại nói tiếp cũng là duyên phận, về sau phải nên ở chung vui vẻ mới phải." Viên Bưu vừa nghe, lập tức trên mặt biến sắc. Vị thế giám trấn thủ này thật lợi hại. Phó tổng binh là người lãnh đạo trực tiếp của mình, điều này cũng thôi, nhưng nghi lại gọi thẳng tên của binh bộ thượng thư, dường như vẫn là người tâm phúc của Lưu Công Công, quyền khuynh thiên hạ. Mình đây đã chọc phải người nào rồi đây? Trương Trung nâng chén nói:
Viên tham tướng tới đây bắt trộm, đủ thấy trái tim tận trung với triều đình. Khi chúng ta hồi kinh rồi, nhất định sẽ trước mặt Lưu Công Công và binh bộ thượng thư, nói tới sự trung nghĩa và vũ dũng của tướng quân. Chúng ta thành tâm kết giao với tướng quân, hiện có một chuyện phải nói. Nói đến tận đây, Trương Trung chỉ vào đại hán bên tay trái rồi nói: Người này quả thật tộc đệ của ta, tên là Trương Mậu, làm người thượng võ hiệp nghĩa, chính là một hảo hán bá châu, mong tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Mỗ thân phụ một ly rượu nhạt, nếu tướng quân chịu cho mặt mũi này, xin mời uống hết chén rượu nhạt này. Thị nữ duyên dáng bên người Viên Tham tướng đứng dậy, đi qua hai tay tiếp nhận chén rượu, về đến trước mặt Viên Bưu, hai tay nâng chén quá đỉnh, quỳ gối trước án. Lập tức trong sảnh trở nên yên lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của y. Viên Bưu lo sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy đối diện là quần đạo đang đằng sát khí, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên. Trương Trung ở phía trên ngồi bất động, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, mơ hồ lộ ra ánh mắt nói không nên lời, làm cho người ta phải sợ hãi. Vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chiến công liên tiếp, đối mặt với tội phạm cường địch đều không đổi sắc, nhưng đối mặt với loại áp lực vô hình này, loại mạng lưới quan hệ do quyền lực và ích lợi cấu thành này, lại đổ mồ hôi đầy mặt, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào nữa. Dù dũng mãnh thiện chiến như thế nào đi chăng nữa, người ta mánh khóe thông thiên, quan tham tướng thì lại là không nhỏ, nhưng một câu nói của y không chừng là có thể đẩy mình xuống. Tiền đồ như gấm như hoa hết thảy bằng không, ít nhất bằng thế lực của y chỉ là xa lánh. Những ngày mình ở trong quân không tốt nổi rồi. Y quay lại nhìn đồng chí theo mình nhiều năm, phần lớn đều cúi đầu, đã không còn sát khí lẫm liệt vừa nãy. Trước mặt, mỹ nữ hai tay giơ cao chén, cánh tay đã mỏi phát run, rượu sóng tràn ra ngoài lại vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt của Trương Trung dần dần khó nhìn hơn, khóe miệng che một tia cười lạnh. Trước mặt một chén rượu, thực so với đao kiếm sắc bén càng áp lực hơn. Viên Bưu hít vào một hơi thật dài, rốt cục cũng chậm rãi buông lỏng tay phải cầm đao ra. Ta là quan, hắn là tặc, nhưng Trương Công Công lại công nhiên bao che cường đạo, trước mặt lại nâng đỡ hỗ trợ như vậy, rõ ràng là hậu trường rất cứng, căn bản không cần quan tâm thân phận của ta là gì. Nếu cứ truy cứu tiếp, ta chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Vụ án này cho dù thông lên trên trời, chỉ sợ khi đó tất cả chứng cứ phạm tội đều đã bị hủy diệt sạch sẽ cả rồi. Trương Mậu là lương dân hay là đạo tặc, triều đình sẽ tin tưởng ta hay tin tưởng Trương Công Công đây? Viên Bưu tiếp nhận rượu, bỗng nhiên một ngụm uống sạch, vị rượu chua xót, không cảm nhận ra một chút mùi vị khác. Trương Trung cất tiếng cười to giống như con vịt, lại rót ra một ly rượu, nâng chén nói với Trương Mậu: Viên tướng quân từ nay về sau cùng với ngươi thân mật, sau này chớ lại nhiễu loạn trong hạt địa phận của Viên tướng quân nữa, khiến cho Viên tướng quân khó làm. Vâng, cần tuẩn đại ca chỉ bảo. Trương Mậu nở nụ cười hớn hở, tiếp nhận chén đi đến trước mặt của Viên Bưu, quỳ một gối thi lễ: Viên tướng quân, tại hạ thật thất lễ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen nhau, sau này nguyện tương xưng huynh đệ với Viên tướng quân, hảo hữu lẫn nhau. Quan binh bắt phỉ chụp tới chụp lui, lại trở thành huynh đệ. Viên Bưu cười khổ một tiếng, cũng giơ lên chén mình hư ứng một chút. Trương Mậu uống hết rượu trong chén rồi về chỗ ngồi. Trong sảnh không khí khẩn trương lập tức dịu đi. Trương Trung cười dài đứng dậy mời rượu, thị nữ đẹp thướt tha hầu hạ ở bên người Viên Bưu và tướng lĩnh đứng dậy rời ghế, chỉ chốc lát sau đều tự bưng một cái khay trở lại bên cạnh bọn họ. Trên bàn đều hơn 10 thỏi vàng hoàng kim sáng rực. Các tướng lĩnh nhìn nhau không chớp mắt, thế nhưng âm thầm nhìn thấy rồi, thần sắc lại hòa hoãn đi vài phần. Có mỹ nữ cùng hoàng kim nhậu cùng, kết giao giao tình nên trở lên dễ dàng hơn. Lời Trương Trung nói lúc nãy ngẫu nhiên nói đến việc mình kết giao với tướng lĩnh cao cấp trong quân, quan to văn võ trong triều, nói tới một đám tên họ êm tai. Nghe vậy, Viên Bưu thầm sinh kính sợ, đã quyết ý kết giao liền cũng buông lòng người, cũng bắt đầu có ý cung nghênh. Nhất thời khách và chủ cùng tận vui mừng. Sau khi Viên Bưu và đám tướng lĩnh bắt giặc thắng lợi trở về, Trương Mậu không yên tâm mà nói: Đại ca, họ Viên này sẽ không lại đổi ý đấy chứ? Chức quan của y không thấp, nếu trở về lộ ra thì... Trương Trung cười lạnh một tiếng nói: Một tên non nớt vừa mới tấn thăng mà thôi, chỉ có một lời nhiệt huyết muốn cáo trạng chúng ta cũng làm cho y không có cửa mà cáo. Yên tâm đi, đại ca đã sớm cho người ta cầm bái thiếp đi thông báo cấp trên và đồng nghiệp của y rồi, chờ y trở về hiểu được lợi hại của chúng ta. Muốn thăng quan còn phải bái làm môn hạ của ta nữa kìa. Vàng hôm nay xuất ra cũng phải ngoan ngoãn trả lại gấp đôi, gấp ba. Cáo trạng ư? Trương Trung trông coi quân mã của dân chúng, chăn nuôi bá châu, cho nên cùng quan tướng, tướng lĩnh các nơi thường xuyên giao tiếp, tương giao tâm đầu ý hợp lẫn nhau, mạng lưới quan hệ cực kỳ khổng lồ, ở đó mà ngạo mạn không chịu nổi. Y nói xong phất tay áo một cái, y lại giận tím mặt lên tiếng: Mà như thế nào lại chạy đến Hà Gian phủ quấy rối vậy, còn bị người ta một đường đuổi theo đến đây? Nếu không có chúng ta, cơ nghiệp của ngươi đều không còn,
làm việc lại không cẩn thận như vậy sao? Trương Mậu cười khổ mà nói, không phải tại Dương Đại muốn đến hay sao? Thằng nhãi này là một mối họa lớn, khi xa kinh thành liền biến Bá Châu gà chó không yên. Sơn trại của lão đệ Dương Hổ bị tiêu trừ rồi, làm hại gã chạy trốn đến Sơn Đông. Tề Ngạn Danh cũng bị quan binh tiêu diệt phí bắt vào nhà tù, gã danh khí quá lớn, đại ca ngài có ra mặt đến hiện tại cũng không đưa gã ra được. Huynh đệ không dám ở Bá Châu gây án nữa, đành phải chạy tới Hà Giang. Trương Trung vừa xoay trở về vừa khinh thường mà nói, người nói Dương Lăng sao? Hắn đã bị Lưu Công Công lật đổ rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là cái đồ quốc công hư danh mà thôi. Đến Bá Châu chỉ là vì kê biên tài sản ảm ra, còn có thể quản trên đầu chúng ta hay sao? Trương Mậu cẩn thận mà nói, đại ca không thể khinh thường được, ngài không có nghe nói hay sao? Nghe nói người này chính là thiên sát tinh hạ phàm. Trong 2 năm qua, hắn có đến chỗ nào mà không thấy đao quang huyết ảnh đây? Thực là bất thường mà, cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm. Hiện giờ triều đình và đó nhân tâm vệ đang phân chia với nhau, cũng mượn đồng cỏ mà chăn ngựa. Phòng trừng chỉ tra hại trong 2 năm tới, sẽ có rất nhiều chiến mã cung ứng cho quân đội. Đến lúc đó đại kế nuôi ngựa của Bá Châu chúng ta liền sẽ bị hủy bỏ. Đại ca còn có thể trấn thủ nơi đây hay không cũng khó mà nói được rồi. Chúng ta phải thừa dịp thời gian 2 năm này vơ vét một số lớn mới được. Trương Trung cười ha hả nói, vơ vét như thế nào đấy? Chỉ bằng việc ngươi cướp vài nhà giàu thứ ư? Ngu xuẩn. Ngươi xem đất nhà chúng ta đi, ta cùng với Lưu Công Công vừa mới đòi phái đi, chẳng những đốc quản quân mã của Bá Châu, còn phụ trách khai thác mỏ. 2 năm cam đoan làm ra được tòa Kim Sơn trở về. Trương Mậu ngạc nhiên nói, sao đào mỏ ư? Bá Châu chúng ta có quặng hay sao? Mỏ vàng, mỏ bạc hay là quặng đồng thiết đây? Trương Trung cười không nói, y suy nghĩ một chút rồi nói, tuy nhiên băn khoăn của ngươi cũng có chút đạo lý. Trên đời này vẫn có người có đủ đại thần thông đấy thôi. Họ Dương này trong vòng 2 năm làm tới quốc công, sát khí thì ngút trời, quả thật là tà môn mà. Y suy tư trong chốc lát rồi nói, lát nữa ngươi đi Long Tuyển Tự mời 4 vị Phật ra đến làm Tràng Hoàng Ân Đại Pháp, triệt tiêu sát khí của Dương chém đầu. Chúng ta phái người đi Nha Môn Chi Châu nói một tiếng, bảo bọn họ hãy mau đem tài sản khế đất tôi tớ ảm ra tất cả đều bán của cái thành hiện ngân. Mà thôi đi, chúng ta dứt khoát mua lại rồi phái họ Dương sớm một chút hồi kinh, đỡ phải để hắn ở chỗ này làm vướng bận. Cũng trong lúc đó, gấp cái gì chứ, dù sao cũng không kịp hồi kinh trong năm nay, chúng ta ở nơi này đợi thêm mấy ngày, người thấy thế nào? Dương Lang quyết định chú ý phải rời kinh để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian khiến cho Lưu Cẩn tắc loạn. Trước kia hắn đi làm công sai đều là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, hận không thể dùng thời gian nhanh nhất làm xong xuôi mọi việc để trở lại kinh thành. Mà chuyến này trong lòng thì nhàn nhã vô cùng. Vốn cũng thế, kê biên chút tài sản mà thôi, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra có thể là đại sự gì. Trọng điểm là ở kinh sư bên kia, thế nhưng hiện tại lại nhất định phải tránh đi. Nơi này lại có cái gì tốt để kéo dài thời gian hay sao? Bình thường hắn đi làm công sai là muốn về kinh thành sớm thì lại không được, bây giờ không muốn đi lại không có lý do gì để ở lại được. Nghĩ đến đấy, Dương Lăng chỉ có cười khổ. Lương Hồng vừa nghe lại gãi đúng chỗ ngứa, quan ở kinh thành muốn mò chút dầu nước, biện pháp tốt nhất chính đi làm công sai. Khó được Lưu Công Công phái y đi một lần, nếu 2-3 ngày thu thập sạch sẽ lập tức trở lại kinh thành rồi, vậy chẳng phải là trắng tay rồi hay sao? Lương Hồng vội vàng hồ theo nói, quốc công gia nói rất phải, hoa đăng của Thắng Phương trấn Bá Châu cực kỳ nổi danh, chúng ta đến đây thế nào cũng phải mở mang kiến thức một lần. Sao, muốn xem hoa đăng ư? Vậy phải đến 15 tháng giêng, mà thời gian này thì vẫn quá ít, không đủ gây sức ép cho Lưu Cẩn. Đến lúc đó lại từ từ suy nghĩ lấy cớ vậy. Dương Lăng ngẫm nghĩ, khi ngẩng đầu nhìn, Tri phủ Bá Châu đã dẫn một đám quan viên đợi sẵn ở cửa thành rồi. Bên trong thành thoạt nhìn cũng rất tiêu điều. Tri phủ Bá Châu Phan Mạch Ly ở bên cạnh Dương Lăng và Lương Hồng vừa tiến vào thành vừa giới thiệu tình hình Bá Châu. Dương Lăng quan tâm chính là dân trí của Bá Châu, tình hình tiêu diệt ma tặc Bá Châu và ảm dạ có bao nhiêu tài sản là vấn đề chính. Chỉ là vừa mới tiến vào thành, việc này không tiện hỏi thăm, cũng chỉ là tùy ý nghe Phan Mạch Ly giới thiệu. Chỗ kia là đền thờ Trinh Tiết nhà ai, như thế nào lại rách lát đến mức này? Đền thờ thì bị sụp, quan phủ cũng không ra mặt chỉnh sửa một cái hay sao? Lương Hồng liền nhìn thấy một đền thờ Trinh Tiết, liền dùng giọng quan hỏi. Phan Mạch Ly vừa cười vừa nói, Tư Công Công, đền thờ này là vào năm Kiến Văn thứ 4, một vị thôi quan Bá Châu lập cho quả phụ của ông ta. Thật không ngờ vị quả phụ kia về sau thông dâm lại còn có bầu, bị tội khi quân, bị tịch thu nhà cửa. Đền thờ này chưa kịp đắp nên tự bị sụp. Mọi người đều nói đây là rõ ràng trong đó có thiên địa thần linh, cho nên mới làm sụp đền thờ, không lừa được người.
cho nên cũng không ai cho đập cả. Chính là để cho người đời sau cảnh tỉnh, kêu những người chính nhân quân tử, kẻ ngầm thông dâm, hiểu được thiên địa có mắt, thần minh tự tái, không cần làm việc khinh trời mà khinh vua. Năm kiến văn thứ tư, đúng là năm Yến Vương khởi binh tạo phản, thiên hạ đại loạn, có người quản loại sự tình này mới là lạ. Cũng có trách đền thờ Trinh Tiết cho người thất tiết còn lập đến tận hiện tại. Lương Hồng vừa nghe lại cảm thấy rất hứng thú, vội vàng lên tiếng hỏi: "Hả? Thực sự có chuyện này sao? Thật sự là thần minh làm sụp hay sao?" Thái giám so với thường nhân càng ngóng trông có thiên địa quỷ thần hơn, càng mong ngóng có kiếp sau hơn. Nghe được quỷ thần là tự nhiên đặc biệt cảm giác hứng thú. Phan Mạch Ly thấy vị Kim Ngô vệ đế đốc này khá cảm thấy hứng thú, không khỏi nói tiếp: "Hẳn là có đấy. Lại nói tiếp chuyện này còn có cả chuyện cười nữa kìa. Vào năm Hoàng Trị thứ 15, bản địa có một thiếu liêm dâng thư xin lập đền thờ cho chị dâu mình. Nói chị dâu y từ năm 19 tuổi liền đã thủ tiết rồi, cửa chính thông ra, cổng trong không bước, giáo dưỡng nhi tử, hiếu thuận với cha mẹ chồng, vô cùng hiền lương. Tiền đế liền hạ chỉ ban 500 lượng bạc chuẩn lập đền thờ." Không ngờ vị chị dâu kia sau khi nghe nói lại hoảng sợ vạn phần. Nàng cũng đã được nghe nói người bất chính là không lập đền thờ được, không có cách nào khác đành phải nói thẳng với người chú em kia là mình có gian tình với người khác. Chú em vừa nghe vừa kinh vừa sợ, phạm tội khi quân là bị chém đầu cả nhà. Lúc này gã cũng không tiếp tục truy cứu chị dâu nữa, đành phải tìm số tiền lớn đi cầu một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia sau khi thu bạc là một chàng cúng bái hành lễ, nói chị dâu gã từng vụng trộm bao nhiêu lần, lên ở dưới đền thờ vẩy bấy nhiêu hạt đậu tương có thể phá được phép này. Vị hiếu liêm kia trở về liền hỏi chị dâu đã từng vụng trộm với mấy người. Chị dâu gã sau khi ậm ừ một lúc mới nói: "Thúc cả, người cũng đừng hỏi xem có bao nhiêu người nữa, người cứ cầm cái mẹt đảo trong hầm, hai cái mẹt đi xuống khẳng định là đủ rồi." Dương Lăng nghe đến đấy cũng nhìn không được nữa, phì một tiếng cười ra tiếng. Vị lương đề đốc kia ở trên ngựa cười đến không ngồi thẳng nổi, nhiệt tình mà truy vấn: Vậy về sau thì thế nào? Hả? Về sau có thực phá được phép này hay không?" Chi Châu Phản Đại Nhân cười nói: "Hiếu liêm kia nghe xong da mặt phát tím, lại phát tác không được, vì đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Hắn mới vụng trộm vào trong hầm đổ đầy 3 mẹt đậu tương, lúc này mới cho người lập đền thờ." Đền thờ lập xong, gã cũng không yên lòng, cùng chị dâu mỗi ngày nhìn. Kết quả không mấy ngày đền thờ kia bắt đầu đổ sụp. Dưới sự giận dữ của Hiếu Liêm kia, liền giết chị dâu và đứa cháu họ, không biết có phải cốt nhục của huynh trưởng mình hay không, rồi cũng tìm cái chết luôn. Lương Hồng kinh sợ thở ra một tiếng nói: "Hóa ra thật sự là thần như vậy nha. Ai nha, thần linh này thật sự không thể khinh thường được, không thể khinh được." Dương Lăng nghe nói sao lại gây thành thảm kịch như vậy, không khỏi âm thầm thở dài. Cái gì mà thần linh hiển thánh vậy, đậu tương dưới nền thờ còn đổ đầy 3 cái mẹt đây. Đậu tương hút khí hậu khác nhau ở từng khu vực, ngậm giọt xương rồi nảy mầm, có thể không mọc lên được hay sao? Vị phu nhân này tuy nói là vô sỉ, hành động chung quy không hại tới người khác, kết quả lại huyên náo thành kết cục như vậy. Bởi vì nghe xong chuyện cười này, Dương Lăng không khỏi nhìn thêm mấy lần cái đền thờ Trinh Tiết nghiêng nghiêng ngả ngả muốn đổ kia. Phía dưới đền thờ, một người đang ngồi mặc một thân áo bông rách nát, đang chống một cây gậy gỗ run rẩy muốn đứng dậy. Bên cạnh đền thờ còn bày cái chén lớn, xem ra là người ăn xin địa phương. Dương Lăng thấy người kia tóc tai rối bù, vô cùng dơ bẩn, hơn nữa chỉ có một chân, có chút không đành lòng, đang muốn quay đầu đi nhưng ánh mắt lại chạm tới người nọ, bỗng nhiên cảm giác hơi khác thường. Dương Lăng căn bản không nhận ra tên khất cái này là ai, nhưng theo ánh mắt của tên khất cái kia nhìn hắn, rõ ràng là nhận ra hắn rồi. Trong lòng Dương Lăng không khỏi vừa động, nghiêng đầu đi gắt gao nhìn chằm chằm người nọ một cái. Một thân dơ bẩn rách nát, mặt gầy ố đen, chưa thấy qua người này nha. Thế nhưng ánh mắt của gã, ánh mắt rơi xuống cái chân gãy của gã, trong lòng Dương Lăng chấn động, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn lập tức gọi Lưu Đại Bổng Trùy lại, cúi đầu dặn y vài câu. Lưu Đại Bổng Trùy hiểu ý, lập tức dẫn vài tên gia tướng phủ quốc công thả chậm bước chân, đợi đại đội nghi trượng đi qua liền tiến về hướng tên khất cái kia. Tên khất cái kia đã kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp đang muốn tránh ra, nhưng hành động của y bất tiện, không phải là đối thủ của những người xuất thân từ đông xưởng trong triều, bị hai đông xưởng kẹp hai bên, gia tướng vây quanh bốn phía, liền thần không biết quỷ không hay trà trộn vào phía sau nghi trượng khâm sai. Vào thành Bá Châu, theo lệ thường văn võ quan viên nên việc khâm sai đại thần đón gió tẩy trần một phen, theo sau liền đưa hai vị khâm sai tới chỗ ở. Lúc này sắc trời đã muộn, có liên quan đến công việc tất nhiên chỉ có đợi ngày mai đi bẩm báo. Chỗ ở của Dương Lăng chính là tòa nhà cũ đang kê biên tài sản của Ảm gia. Ý chỉ triều đình vừa hạ, quan phủ Bá Châu liền đem đám người nhà Ảm gia xưa nay toàn vẫn xưng huynh ngoại đệ, toàn bộ đều nhất vào đại lao. Tất cả tài sản Ảm gia bị niêm phong được ghi chép thành quyển, người làm công thì đều phái về nhà,
bán mình và nô bộc làm ra thì coi là tài sản kê biên, đều ghi chép trong danh sách chờ phát mãi. Đại trạch này tới gần bờ thành, phòng ốc nối liền, vẹn vẹn chủ tòa nhà liền chiếm hơn 80 mẫu đất, kéo dài qua hai con đường. Ra ngoài hậu trạch viện chính là đất đai mênh mông bát ngát, gần ngàn khoảnh thổ địa kia đều là chỗ mấy năm nay Ảm gia mua. Bởi vì sợ người hầu của Ảm gia sẽ gây bất lợi đối với Khâm Sai, tri phủ Bá Châu đã thu xếp từ nơi khác tới một vài người làm là nam để tớ gái cung cấp cho hai vị Khâm Sai sử dụng. Dương Lăng đi lên lầu các, nhìn ra xa hậu trạch ngàn khoảnh cánh đồng tuyết, không khỏi thất kinh về tài phú mà Ảm gia đã xâm chiếm. Ảm Đông Thần quản lý tăng phạt khố chuyên môn thu nạp tiền phạt của tham quan ô lại, kê biên tài sản, châu báu ngọc khí, các loại đáng giá tài vật của quan gia phạm tội. Mấy thứ này sau khi ghi chép thành sách liền vận chuyển đến tăng phạt khố. Có nhiều thứ để ở trong đó đã vài thập niên, thời gian lâu dài căn bản không đếm đến nữa. Ảm Đông Thần liền nhân cơ hội trộm lấy. Hơn nữa, có chút quan viên về sau lại được ân được tha. Khi trả về tài sản, y lại ngụy tạo ra tổn hại hoặc là tra tìm không thấy. Quan viên mới được tha này không muốn phức tạp, chỉ đành nén giận, vẻn vẹn chút tài vật này cũng đã đạt vạn kim. Mặt khác có chút tài bảo chưa được giám định, trên sổ sách gần như chỉ ghi lại tên khí cụ, tỉ như rõ ràng là bình ngọc bảo vật vô giá, Ảm Đông Thần treo đầu dê bán thịt chó, lấy cái chai chỉ trị giá mấy văn tiền bình thường thay vào. Cứ như vậy đã trộm lấy ra lượng lớn của cải. Làm quan không đến 10 năm, con chuột chức vị không cao này đã được nuôi dưỡng thành một con chuột lớn. Nếu như Dương Lăng không phải tự mình phụ trách kê biên tài sản Ảm gia, thật đúng là tưởng tượng không ra một hộ bộ quản kho nho nhỏ có thể đặt mua tài sản khổng lồ đến như vậy. Lương Hồng cười híp cả mắt đứng ở một bên, đếm mũi chân mà nhìn thổ địa khôn cùng ngoài hậu trạch, chậc chậc lên tiếng nói: "Cừ thật, mảnh đất thật lớn này của Ảm gia, ngàn khoảnh ruộng tốt này không thu tô thuế, một năm thu hoạch không biết bao nhiêu nha." Dương Lăng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn nói: "Đoạn đường này đi tới, rất nhiều địa phương đã bị khoanh vùng thành hoàng trang quan trang. Đám thân hào tài phú lại có đại lượng thổ địa mà dân chúng Bá Châu mọi nhà đều phải nuôi ngựa. Mặt cỏ đã còn thừa không nhiều lắm, có thể nuôi dưỡng ra được ngựa tốt hay sao? Ngựa một khi không phù hợp với tiêu chuẩn, hoặc là ngựa khỏe, bệnh đói mà chết, quan phủ sẽ trừng phạt tuyệt bút tiền vàng. Vẻn vẹn chuyện này thôi, dân chúng đã không thể chịu đựng được rồi. Xem ra ngựa Bá Châu, thậm chí Hà Nam, Hà Bắc, các nơi đang thực sự là một gánh nặng nhất đặt trên vai dân chúng kìa. Hey, khổ cho những dân chúng này, cố gắng nhịn 1-2 năm đi. Hiện tại đã thành lập xong một vài trang ngựa lớn ở quan ngoại, đầu xuân là có thể mua nuôi thả lượng lớn ngựa khỏe rồi, rất nhanh là có thể cung cấp ổn định chiến mã cho quân đội, cung cấp đại lượng chiến mã chất lượng tốt. Đến lúc đó những dân chúng này sẽ không phải chịu bóc lột mà lao khổ như vậy nữa rồi. Hơn nữa cây nông nghiệp mới được mở rộng khiến đám dân chúng làm có chút ấm no hơn trước rồi. Mở biển thông thương từ vùng duyên hải đến nội địa sẽ chậm rãi mở rộng ảnh hưởng đến cây công nghiệp, nông nghiệp, lưu thương sản phẩm đặc sản, mở rộng thủ công nghiệp, buôn bán, ngành vận tải, rồi thì ngành dịch vụ toàn diện phồn thịnh. Ta nghĩ mất 10 năm thời gian, diện mạo nơi cùng khổ này sẽ phải có một sự thay đổi rất lớn. Hắn liếc mắt nhìn Lương Hồng một cái, cố ý ngáp một cái rồi nói: "Một đường buôn ba, ta lại có chút mệt mỏi rồi. Lương công công, vẫn là về đi tắm một phen rồi nghỉ sớm đi thôi. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn nghe phản chi phủ bẩm báo tình hình kê biên tài sản." Lương Hồng vừa nghe người ta hạ lệnh đuổi khách cũng không chống đối, liền cười dài chắp tay cáo từ về chỗ nghỉ của mình. Dương Lăng lập tức gọi người đem tên ăn mày mang vào nội đường. Người đàn ông đen gầy một chân bị dìu vào nội đường ấm áp như mùa xuân, ngồi trên một cái ghế. Dương Lăng bước đi thong thả đến trước mặt, nhìn chăm chú khuôn mặt của gã. Rất lâu sau đó mới hít vào một hơi thật dài nói: "Quả nhiên là ngươi là Hắc Diêu Tứ." Người đàn ông đen gầy kia vẫn cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt của hắn. Nghe một câu như thế, thân mình bỗng nhiên chấn động, lập tức ngẩng đầu lên ha hả cười thảm nói: Đúng vậy, là ta, Hắc Diêu Tử. Ta ban đầu cũng chỉ là một người đàn ông nổi tiếng, cho tới bây giờ lăn lộn thành một tên ăn mày." Gã gục đầu xuống, tung tóc rối che mắt. Dương Lăng lại nhìn thấy hai hàng nước mắt theo gương mặt dơ bẩn của gã thẳng chảy xuống tới chân cằm, đã trở nên đục ngầu. Hắc Diêu Tử lẩm bẩm: "Nếu không phải còn có mẹ già mắt mù, ta tình nguyện cứ như vậy mà chết mất đi, đồng chết ở đầu đường, xong hết mọi chuyện. Nhưng ta còn có mẹ già, ta bất thiếu nha. Gã vừa nói vừa hung hăng đấm vào cái chân gãy của mình. Dương Lăng một phen kéo lấy tay của gã lên tiếng hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Các ngươi lúc rời đi, ta đã từng tặng số tiền chữa bệnh rất lớn. Ngươi và lệnh đường dựa vào số tiền này như thế nào?
cũng đủ sống mà. Chẳng lẽ Oanh Nhi không đem bạc cho ngươi sao? Oanh Nhi sao? Hắc Diêu Tử dương mắt lên, vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Ngươi gọi Thôi Tỷ là Oanh Nhi ư? Nàng thật sự theo ngươi ư? Dương Lăng khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh gã, buồn bã thở dài nói. Trại ở Ba Châu của nàng bị tiễu trừ rồi, Thu lão gia tử chết dưới tên của quan binh. Nàng một lòng muốn báo thù, làm sao sẽ theo ta đây? Ta thua thiệt nàng rất nhiều, thật sự muốn chăm sóc cho nàng cả đời, thật sự muốn. Đáng tiếc nàng không chịu cho ta cơ hội này. Hắc Dư Tử nghe được, ánh mắt đảo lung tung. Thua thiệt nàng rất nhiều ư? Lại liên tưởng đến tình hình Thôi Anh Nhi từ khi trở lại Bá Châu luôn mất hồn mất vía. Hắc Dư Tử kết luận giữa hai người nhất định sớm đã xảy ra quan hệ. Hai người, một người là quan, một người là phỉ, làm sao có thể sẽ có tình yêu nam nữ được đây? Chứ không phải là hắn cậy vào quyền lợi cưỡng ép đoạt lấy Hồng Nương Tử hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Hắc Dư Tử nhảy dựng lên một cái, một phen nhéo mạnh cổ áo của hắn quát. Người chiếm tiện nghi của Thôi Tỷ có phải hay không? Ngươi, cái tên khốn kiếp này. Ngươi bây giờ là quốc công, quan thật lớn mà, sắp vượt qua vương gia rồi. Thôi Tỷ đối với ta ân trọng như núi, ngươi dám có lỗi với nàng, ta làm thịt ngươi. Mấy người Lưu Đại Bổng Trùy vừa nhìn đã thấy gã đang mắng chửi ầm lên, liền muốn đem hắn đỡ lên. Dương Lăng cười khổ ngăn bọn họ lại, nói với Hắc Dư Tử. Đến Bá Châu kê biên tài sản tham quan, vốn không cần phải có một quốc công như ta ra mặt. Ta chủ động thỉnh chỉ mà tiến đến chính là hy vọng có cơ hội nhìn thấy nàng. Ta ước gì có thể tìm tới được nàng, chăm sóc cho nàng, như thế nào lại có lỗi với nàng được đây? Hắc Dư Tử bán tín bán nghi, nhưng là muốn nghĩ đến thái độ của Hồng Nương Tử đối với Dương Lăng. Nếu như là bị cưỡng gian, làm sao có thể đối với hắn như vậy? Chẳng những lúc ở Dương Nguyên ẩn đưa tình, trở lại Bá Châu ngày đêm nhớ mong, mất đi hồn vía, người nam nhân kia 89/10 cũng là hắn ta. Hắc Dư Tử suy sụp ngồi trở lại trên ghế, hắn nói. Ở Dương Nguyên, ta liền phát giác các ngươi quan hệ không thể tầm thường. Chức quan của ngươi càng làm càng lớn rồi. Thôi Tỷ tuy rằng trẻ tuổi, tướng mạo đẹp, xuất thân cũng không tốt, lại không biết chữ. Họ Dương kia, ngươi cũng là thật tâm với nàng sao? Dương Lăng cười khổ nói. Tâm của Dương Lăng, thiên địa chứng giám, chỉ có điều nàng giống như một con ngựa hoang không thể trói buộc được. Ta làm sao ngăn cản được nàng? Trước đó vài ngày ở Kinh Thành, thật ra nàng gặp qua ta một lần. Lập tức lại không thấy bóng dáng đâu cả. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ trở lại Bá Châu, chứ không phải... Sắc mặt của Hắc Dư Tử trông hào hãn hơn, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta tin ngươi rồi, Thôi Tỷ là thích ngươi thật. Từ khi trở về Bá Châu, nàng càng ngày mất hồn mất vía đấy. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dạng này của nàng. Bên người nàng luôn mang theo hai bức họa. Đó là bức họa khi ở Dương Nguyên, ngươi cho người ta vẽ nàng. Mà ngay cả tới nhà của ta thăm ta cùng mẹ già, nàng đều không nỡ rời xa khỏi người. Có lần không cẩn thận ta đụng tới, nàng còn cuống lên với ta kia kìa. Nàng nhất định là thích ngươi rồi. Dương Lăng nghe thế mà kích động vạn phần. Hắn vừa mới muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy ánh mắt của đám người Lưu Đại Bổng Trùy nhìn ra bên ngoài. Trên mặt thần khí lại rất cổ quái, không khỏi ngừng miệng, lên tiếng nói. Bổng Trùy, người dẫn người đi ra ngoài một chút đi, chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm, ta muốn mời Dư Tử Huynh uống rượu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 158 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì bộ tập truyện này vẫn lại có dính một chút chương, nó dịch chưa chuẩn, chưa sát, thì hơi lung tung. Các bạn thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.